đấu ngày sâu nên người, cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng cười, luôn đạt được điểm 10 trong mọi nội dung ạ. Dạ vâng, ngay sau đây chị Nguyên và anh Tuấn Còi xin được tạm ứng của tất cả quý vị quan khách 5 giây được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau nở ra những nụ cười thật tươi và cùng nhau hướng ánh nhìn về phía cánh cổng sân giam, vang lên những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón gia đình của ông bà Lã San. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Chào đón gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cùng cháu út trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời khán phòng tiệc tân gia đại cát sẽ nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho gia chủ có ngôi nhà mới trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và để cảm ơn cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình chúng tôi sẽ có cái cúi chào thật sâu để diễn kiến đến toàn thể quý vị. Xin phép được bắt đầu. Của thời gian sống trên cuộc đời này, ai cũng mong muốn được hạnh phúc, được hoàn thiện cuộc đời của mình, cuộc sống của mình. Thế nhưng để làm được điều đó thì cần có nhiều yếu tố thiết thực. Một cái yếu tố thiết thực nhất đó chính là ngôi nhà. Ngôi nhà có bếp lửa hồng ấm áp, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Có thể có lẽ vì mệnh vậy mà từ ngàn xa xưa, ông tổ tiên của chúng ta được sinh ra trên trái đất này cũng đã tìm lấy mái lá để che nắng che mưa. Sau nhiều ngày, thậm chí nhiều năm, thậm chí 20 năm, 30 năm, có khi ông bà phải lên núi, có khi ông bà phải xuống đèo, có khi cơm không với muối dưa cà mà chồng ăn vợ gắp vẫn khà khà khen ngon. Mà hôm nay đây, ngôi nhà mới từ dưới đất này mọc lên, ngoài kia hoa nở đua chen, gia đình hạnh phúc càng thêm mặn nồng. Gia chủ của chúng tôi chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 15 tháng 1 năm 2024, tức ngày 5 tháng 12 năm Quý Mão, long trọng tổ chức tiệc mừng tân gia, hay còn gọi là tiệc mừng ở nhà mới của gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay lời cho gia chủ Tuấn Còi, Chính Nguyên, không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, buổi tiệc tân gia đại cát của gia chủ ông bà Lã San xin chính thức được bắt đầu. Không khí vui tươi trong khán phòng hạnh phúc, một màn bắn pháo hoa tổ chức tiệc mừng tân gia đại cát của gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thân mến, Sơn La của chúng ta có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, và mỗi dân tộc thì đều có phong tục tập quán riêng của mình, và dân tộc Thái của chúng ta sẽ nói lên điều đó qua phần lời giới thiệu bằng tiếng Thái. Vâng, xin trân trọng kính mời MC Chính Nguyên, xin trân trọng kính mời. Chiếc bà mẹ, chiếc bà hoa sương, sương chưa hơn ải ông bà là xa đi qua. Ngất khai pháp có bà lệ giống xìa này, ngất khai quay có bà lệ giống xìa là. Cô trăng nắc giỏi khải cà, trong mi ế lại ngân, trong mi ngân tấm bó cầm, căm bó sù cơ bà mẹ bình lòng ơi. Ở ma sương bình đi qua, sương chưa hơn ông bà là xa đi.
trong hơi mây cờ hơi ló đó cờ hơi mòn các ba bạn bước biến bành lồi mới con cháu này khé xẻ ngạch má dài xẻ sai má thó xếp lại mưa bên trong đó ở hách tục đằng xếp lấy khổ bơ răng thay trắng phền hơn ở mắt sông bên nì qua sắp chú ơn ông bà là sàn nì con cháu bài hà lầy mưa đi bên chân mưa sắn bên chép mưa lẹp chơi đi vì chơn cánh vườn mà con cháu để đà háp khẩu mơ non là con khẩu mơ rú khẩu mơ rú ảo hằng khẩu mơ năng ảo không con cháu này chiêng cả mây tinh lại bò mẹ bị nòng rú sòng bạc sàm na sòng huyên sàm xá hốt trong ông cần thai đâm nửa sửa đi bị hùa kiêng cháu bác xìa nả vỉa bản báu trà bác xìa nả vỉa mương báu ổ lai tô tành tử điện báu đe hốt trong ông cần ba nàng báu sâu mười cho mương ân bà ơn làng sùng trời cho ơn ông bà là san ni khánh nhị xung khỏi cỏ bò mi sang hận xưa sau này nàng nà ban tổ chức cánh bà cho ơn ông bà là san sau mi quan ba lại hai tấu sòng chúc hở tinh lại bò mẹ bị nòng chụp phủ đại côn bị cáu mét bay bị mở ma hoa đầu chúc ở tinh lại bò mẹ bị nòng hao lớp chơ hảo khăn xiềng sờ chết xăng phớ đi đầy cày xăng phớ đi bên cò phớ cò rứt mướn bì thần khẩu rứt khánh khẩu kín nằm mướn việt ảnh hôm hao nơ ăn cắt cúc khó khăn hao chẳng băng xá xìa vầy ăn cắt khổ khủ hài hao chẳng coi ở cần băng xá xìa nơ phớ cò hở mắt mả hượt hượt sân nhọt tành quà hở mắt lưng bánh khay xương bọc gai thường giòn hở mắt mua ma bánh tỏn xâm mua triển khay bánh ca cò hở mắt đẻ này bánh khay hở mắt đẻ ế chết xăng phớ đi đầy cày xăng phớ đi bên hở mắt hàng xưa mí mí xưa tay nó bơm bên đâu chúc phù lại cơ nè đó chú ơi đừng má ơi chiến bị má ơi sao chú gọi số mải số mềm số mười số mí số mí số nào hao càng thầu hao càng sơn hừng côn thầu là côn lò ngu thầu ngu tài đó hào hoàn tiền sở với đại long ba mẹ cho phù cho cô đây đó vui ngày trọng lại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần trao quà sẽ được trao bởi gia đình con rể xí Diệp ạ. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình con rể xí Diệp sẽ lên sân khấu có những món quà hết sức là ý nghĩa, hết sức là tuyệt vời để gửi tặng đến gia đình ông bà là Sam trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, các con thân yêu của mình có món quà gửi tặng đến ông bà và tôi còi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình con Dũng Mạnh xin trân trọng kính mời. Vâng, tiếp theo xin được mời kính mời lên sân khấu gia đình con Cảm Tình cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi tặng đến gia đình bố mẹ ông bà của chúng mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Trân trọng sau kính mời. Quà xong xin mời các gia đình xem. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình con Tươi Hiền. Xin trân trọng kính mời. Liên tục chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu món quà đến từ chùa Vĩnh Thanh ở Huế, chùa làm tài xế hay lái taxi, quân TV hay bán hàng tạp hóa ở trong xã cùng thôn, những ai có mặt trong buổi tiệc tham gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình chúng tôi xin được cảm ơn chân thành nhất. Đầu xuân năm mới chúc cho quý vị sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Vâng. Vâng và ngay sau đây thì những ban tổ chức của chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho gia đình ông bà một chén rượu hết sức là tuyệt vời, hết sức là ý nghĩa cho ngày vui ngày trọng đại ngày hôm nay của gia đình ông bà. Sản phẩm ba bên pin nào không? Hãy đổ sơ chén với bát tem ra ba bên pin nào đó. Em rất xung khỏi. Đáng nhẽ nó mới hùa cái nà hàng bà xong sau pin sẽ lòng tăng men tăng pin. Ba ba cỏ trong sẽ đẩy hết nà cả mặt. Pin nào ơi cái hết mi sáng. Cần đang là khó khăn cứ nói nưng quá trong dây hớt nào mà bạn đều em thiếu mớ nói nưng và bà lo mi xéo lẻ hay lẩu luống nưng em chữ trắng dài áo hoa đại nòng số lẻ na lúc đà số lẻ bảng các phục bạn tháo số lẻ phường mình đi nữa không má không cả bà ma la họ đã mi phòng lá ma súc xóa phòng bì thuốc xóa hôm trái tim mừng
ơn bà làng sùng sớm bón bên đi bà ơ tây ơn trong khỏi cái tên non sẽ nào sùng cho mừng bà hòn ải nòng à tên tả lại cô nâu hấp phần hai nào bay cho mừng hết bà làng sùng nó tì nòng nữa bán điều đó bà mẹ tì nòng hóa cái đầu sẽ chén về bắt tìm áo cần nước chén đầu bắt tác sân khấu về cho mừng hết bà làng sùng hở chú ơn ông bà là sát đó bà mẹ tì nòng nữa tì nòng ơi cái sư mì ơi chúc mừng tân gia đại cát đại bóng phía đông ơi con nó sụp về số a phía đông bên chơi nữa còn phải tiền tới tôi lại bên chúc mừng bên chơi lại đông lại cô nữa bên chơi thì phao phải hơn tay lò phía đông ấy hót đó trên đầu hướng bắt đầu sụp khẩu nữa ngã thiền sẽ lầu ngã thầu sẽ tập sáng ngay nè ngã thiền sẽ lầu ngã thầu sẽ tập ra lý số mãi số mê mới mấy số mãi số mê nữa hảo hoàng thiền sáng nữa quý vị ơi, quý vị ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng tân gia đại cát, hào hàng tân gia, áo má kín, hào hàng nữa, đi lại phải xin đi tiền, tẹt mua phải lại, tẹt quay phải làm, hào hàng xin sáng nữa. Mẹ khỏi đó tiền chư ngoan chết bé ngoan cái đâu ơi mấy em tả đơ nóng ấy cho em tả chén lên hào ma kim hào ăn em tả đơ xịt xả đơ mấy pin nào đơ